À, cái ơn của Hòa Thượng xây chùa lớn lắm các con. 82 tuổi rồi mà ngồi chúng ta nãy giờ là 2 tiếng 20 phút. Chúng ta ngồi còn trẻ đây mà mình thấy còn đau xương sống. Hòa Thượng ngồi 2 tiếng 20 phút. Cũng cả đời tu hành rồi xây chùa chiền mong độ chúng. Tâm huyết của Hòa Thượng rất là lớn. Mà cái phước duyên của người xuất gia đặc biệt. Quý vị biết những đức gần gũi Hòa Thượng, những đức thấy rõ ràng. Cặp mắt Hòa Thượng rất là sáng, lỗ tai nghe rất là rõ. Mà cái người mà mắt sáng, lỗ tai nghe rõ, tâm trí minh mẫn là cái người này phước đức phải lớn dữ lắm, họ mới đầy đủ được chỗ đó. Phải nhớ. Nhưng Đức nói rằng là cô Chính mà em Hòa Thượng mà lỗ tai nghe không rõ bằng Hòa Thượng. Tại như Đức nói chuyện với cô Chính, với Hòa Thượng như Đức thấy rõ ràng luôn. Mắt Hòa Thượng thấy rất là rõ. Mà tổ sư nói rằng là người mà mắt sáng, lỗ tai nghe rõ, tâm trí minh mẫn là người này phải là người niệm Phật, phải là người siêng niệm Phật và phải trồng thiện căn, phước đức rất dày mới có được như vậy. Bây giờ mình ngồi đây mình thấy rõ ràng là Hòa Thượng minh mẫn, rất là minh mẫn. Thí dụ như những ăn đọc sách đoạn nào Hòa Thượng chỉ giảng ra. Nhưng mà những ăn đọc là mình khó giảng đó, tại vì có khi mình đọc không có quen, chấm phẩy, chấm sao, nó không có ngừng được để mình đọc, mình không có nắm được câu để giảng. Nhưng Hòa Thượng nghe rất là kỹ, và đoạn nào Hòa Thượng giảng lại cho mình nghe, thì biết rằng 82 tuổi mà được cái đầu óc vậy là đặc biệt. Hiểu không? Nên cái phước đức của Hòa Thượng giống như là điện đủ đèn sáng. Như dầu đủ thì đèn dầu nó còn cháy được, hiểu không? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nếu mà tu mà mình mà tu mà mình không có phước á, thì chắc chắn là mắt mờ và lỗ tai mình không có nghe được đâu, và tâm trí mình tối tăm. Nên các con nhìn từ Hòa Thượng nghe mà mình tiếp nhận Phật Pháp. Tại vì Hòa Thượng 80 mấy tuổi mà chúng ta nhìn rõ ràng là Hòa Thượng nhìn đẹp, hảo tướng tuổi già, mà càng già càng đẹp nha. Rõ ràng đó. Những đức hồi đó đến đây nghe 10 năm trước, những đức thấy Hòa Thượng mình rất là khỏe. Nhưng Hòa Thượng không đẹp bằng bây giờ. Hòa Thượng bây giờ yếu hơn ngày hồi cấp 10 năm về trước những đức đến đây. Nhưng Hòa Thượng bây giờ lại đẹp hơn 10 năm về trước, 100% luôn. Nếu mà Phật tử mà biết là rõ ràng luôn. Những đức nói là những đức gần gũi Hòa Thượng, những đức biết mà. Nên từ nơi cái nhân duyên này làm cho mình tăng tính tâm lên. Một người mà tu như Hòa Thượng mình khỏi cần nói, ngày mình nhìn Hòa Thượng mình cũng tăng tính tâm đó. Tại vì Hòa Thượng nhìn sáng sủa đẹp thì tự nhiên mình tăng tính tâm mà. Rồi mình nhìn Hòa Thượng có phước, quý vị thấy rõ ràng không? Nên tất cả các con mà đi muốn đi tu đồ, hay người mình muốn đi tu, mình nhìn từ Hòa Thượng rồi tự nhiên cả đời mình cống hiến cuộc đời mình cho Phật Pháp và làm lợi ích cho chúng sanh. Ý nghĩa quá mà, đúng không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, Hòa Thượng mình, cái công trình Hòa Thượng mình là gọi là cái công trình để là cho hậu thế. Bây giờ ngài lớn tuổi gì mà bây giờ những đức nga thấy Hòa Thượng đang tiếp tục cắt chùa ở ngoài trước cổng nữa kìa. Ở trước cổng Hòa Thượng cắt nhà nữa. Mà tương lai Hòa Thượng nói với đó là muốn cho cái người nam, mà nam á, là ở cái đạo tràng đó. Thấy đó. Không? Nên quý vị rất là có phước, nên quý vị đi đến đây quý vị có được 3 ngôi chùa mà toàn là chuyên tu tịnh độ, lại gặp ngay Hòa Thượng mình, lại là người tín nguyện tịnh độ. Công nhận không? Đây là những điều á mà khi Hòa Thượng nói chuyện xong á, quý vị biết rằng là phải có người đệ tử, phải nói rõ ràng những điều này lên. Như cuộc đời của những đức bây giờ làm việc hướng dẫn tu, sau này những đức phải có một người đệ tử bên cạnh là phải nói lại, chứ không thể nào cái gì cũng những đức nói hết được, phải có một người nói lại á. Chứ bây giờ Hòa Thượng lẽ ngài nói cái công sức của Hòa Thượng, nhưng mà các ngài không cần nói công sức đó đâu. Nhưng mà phải có người nói đi làm chi, biết không? Để người sau này học theo cái việc đó mà làm theo. Đó. Nên những đức nói rằng là từ bây giờ cho đến khi những đức chết đi là những đức nhất định là sẽ tán thán việc xây chùa. Vì những đức suy nghĩ kỹ rồi. Mình nếu chỉ có cái duyên nuôi người thôi mà không có duyên xây chùa, thì những đời kiếp sau này
Khi những đức trở lại cuộc đời này, những đức sẽ khó. Tại vì bây giờ quý vị có thể ngồi ở ngoài nắng giờ này mà từ 8 giờ 10 mà tới giờ này được không? Không. Mà nhờ có mấy chùa chúng ta mới nương tựa ở đây và ngồi nghe pháp, và tới giờ này mình vẫn ngồi được, đúng không? Nên bây giờ á, chúng ta là Phật tử, thấy nơi nào xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, một đồng một cát bằng một cái tâm của mình cúng dường Tam Bảo. Và mình nên có cái tâm tán thán việc xây chùa, để mình về cực lạc, mình thượng nguyện, mình trở lại, thì mình cái duyên ở ngôi chùa đó được, hiểu không? Vì mình đã từng cúng dường. Bây giờ quý vị đi đến đây mà ngồi đây, qua Đại Tùng Lâm, ngồi Đại Tùng Lâm, qua Đạo Tràng Ba, ngồi Đạo Tràng Ba, là cái duyên quý vị đã từng kết duyên cúng dường xây chùa ở nào đó. Thì cái nhân cái quả mình mới ngồi được. Còn có những người, người ta vô người ta ngồi không có được. Là vì sao? Vì người ta không có kết duyên xây chùa. Làm sao mà ngồi trong chùa? Nhân quả tương đồng mà quý vị. Đúng không? Đó. Nên những điều những đức chia sẻ đây á, cho quý vị nghe, để bản thân con người, mỗi người chúng ta gặp được Phật Pháp. Rồi các cháu này nghe Phật Pháp này, có con biết Phật Pháp hay lắm. Con đi vô chùa con nghe rõ ràng luôn mà. Toàn là dạy mình đạo nghĩa không à. Dạy mình những cái nhân cách làm người, dạy mình những điều tốt đẹp lành mạnh không à. Đây gọi là trí thức á, chứ không giỡn đâu. Có khi á, cái học vị mình học ngoài đời mà mình không kèm cái trí thức của Phật Pháp vô nghe, là cái học vị mình khó giải quyết được vấn đề ở ngoài xã hội đó. Có khi mình học có điều kiện về học vị, có tiền bạc, nhưng mà mình lại thiếu về nền giáo dục đạo đức làm người. Từ nơi đó mà mình không áp dụng trong cái cuộc đời mình đối nhân xử thế được. Đây là nó uổng dữ lắm. Nên từ nơi đó mà Hòa Thượng ngày 82 tuổi mà ngày ngồi, ngày tẳng mẳng tỉ mỉ, ngày nghe, ngày đọc, ngày giảng cho mình nghe, để làm chi phải không? Cái tâm của ngài cũng làm hết cái trách nhiệm của ngài, mong làm sao cũng truyền tải một số tư tưởng về nền giáo dục của Phật Đà để gỡ đến cho tất cả chúng ta. Đó, với cái tấm lòng đó đó, bản thân mình là người trẻ, mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ, để mình phải nỗ lực hơn nữa, mình cố gắng hơn nữa. Nên những đức nó thật sự mà như cái tính của người những đức, mà không gặp Hòa Thượng mình thì đố mà rèn được những đức. Không thể nào rèn được những đức đâu quý vị. Nó có nghĩa những đức rất là khó chứ không phải đơn giản. Tại những đức có tính tình còn trẻ, rồi mình làm được số việc mình nghĩ mình cống cao ngã mạn, nói mình khó lắm. Nhưng Hòa Thượng thì ngài có đức, ngài tu nhiều chục năm, ngài nói được những đức. Mà có khi nói những đức mà những đức còn khó chịu, chứ không phải dễ đâu. Xong rồi tính những đức lại suy nghĩ lại và không có khó chịu. Cái đó là vì biết rằng một con người này không phải dễ nói tới, hiểu không? Nhưng mà càng tu về lâu mình mới thấy rằng thì ra là có thời gian cho mình nhận thức. Rồi cái tâm biết ơn nó không phải là tự nhiên nói mà biết ơn liền đâu. Con người mình nó cái tình chấp của sai lầm nó nặng lắm. Nên cái chuyện mà nói để mình sửa liền nó không có sửa liền, nhưng có thời gian, giống như mưa lâu thấm đất vậy đó. Nó phải có thời gian, nó có thời gian. Giống như giờ mình buồn mình dặn ai đi, kêu mình đừng có buồn dặn người ta, mình không có làm được liền đâu. Nhưng mà mình buồn dặn đi, rồi mình tức tối đi, rồi mình ngồi mình suy nghĩ lại, buồn dặn tức tối nó có lợi ích cho mình không? Lúc đó suy nghĩ rồi mới buồn ra, đúng không? À, cái căn tính của người phàm phu nó ngộ lắm. Nó không phải đơn giản mà nói mình nghe liền đâu quý vị. Mà có thời gian, như bản thân những đức cũng vậy luôn đó. Đều phải cho mình thời gian. Rồi từ từ cái sự mà cảm ơn mình mới từ từ mình mới phát triển nó được. Từ từ phát triển nó được. Đó. Đó nên mình nhìn từ Hòa Thượng mình thấy rằng ngài hết lòng hết dạ với mình rồi đó. Thật sự mà nói những đức được như ngày hôm nay, một cái duyên ban đầu những đức gặp chùa Quan Âm, một cái duyên là thứ hai là nhờ Hòa Thượng mình rèn luyện. Những đức nói với vị nghe, nếu ở đây mà không có Hòa Thượng rèn luyện những đức đó nghe, là những đức rớt. Chắc chắn quý vị luôn. Thì quý vị biết rằng những đức cũng không phải dở đâu, nhưng mà những đức, cái tính khí những đức nó không có tồn tại được. Tính khí của mình biết mà. Mà những đức cũng bắt gặn luôn, có nghĩa là tồn tại thôi à. Người những đức vậy đó. Nhưng mà càng gần gũi Hòa Thượng mình mới thấy rằng con người mình phải sâu sắc hơn nữa. Bản thân mình không sao, nhưng còn nhiều người bên cạnh mình mà, thì tự nhiên mới nhìn ra. Nếu mà không gặp một người thầy mà rèn luyện mình có nhiều cái mà phải cao tay hơn nữa thì khó rèn luyện những đức. Nên những đức nói rằng là quý vị về đây, từng nào ngày Chủ nhật cũng nghe những đức chia sẻ Phật Pháp. Mỗi một con người mình dù buồn giận hẳn trách ai, quý vị hãy buồn giận hẳn trách đi.
Rồi quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ, tất cả những gì mình buồn dặn hận trách người ta, mình có được lợi ích vui không? Đúng không? Rồi tự nhiên mình suy nghĩ rồi tự nhiên mình buông xuống. Rồi nhưng còn như Đức mà nó mà dặn là nó dặn dai ác đạn ở ngoài đời nè. Nhân Đức với ông chú Nhân Đức dặn với nhau mà hai người đứng làm việc mà 3 năm không nói chuyện một câu. Đứng kế bên luôn không nói chuyện một câu nào. Khi làm việc Nhân Đức nói với ông câu gì nè: tôi làm ông phụ, ông là chú nhưng ông phụ tôi chỉ sao ông làm gì. Nhưng xong công việc rồi chuyện ai nấy lo, không nói câu nào hết trơn. 3 năm bên cạnh không nói một câu, khỏi cần nói, vẫn buồn dặn hẳn trách, không ngó ngàng gì tới cái mặt mày. Khi mình đang vui nhìn ổng cái là mình không có vui. Bây giờ những Đức đi tu, những Đức mới thấy dặn người ta làm khổ mình. Hiểu chưa? Nên tu hành là ngay cái chỗ là xả cái tâm đó đó. Nó nói hoài đó, hiểu không? Những Đức là kiên nhẫn lắm, nói hoài. Còn Hòa Thượng lâu lâu ngày lên ngày nói là ngày lớn tuổi rồi, đúng không? Mình còn trẻ thôi, mình cũng hết lòng hết dạ. Nên bây giờ quý vị về đây ngày Chủ Nhật tuần nào cũng nghe những Đức giảng quen rồi. Dù Hòa Thượng nói chuyện nãy tới 10 giờ rưỡi nhưng những Đức cũng nói chuyện chút với quý vị. Nó cũng có một cái gì đó về đây rồi. Hòa Thượng nói xong thầy cũng nói chuyện với mình chút. Nó bằng cái tấm lòng mình đến với người ta. Nó rồi quý vị về nhà phải cố gắng niệm Phật. Những Đức nói cái chuyện nghe Pháp là cái quan trọng lắm. Nó giải tỏ được cái nội tâm buồn khổ là từ cái nghe Pháp với quý vị. Nghe Pháp nó giải tỏ được cái tâm buồn khổ nghe quý vị. Tất cả các cháu nhỏ nè, bây giờ các con biết rằng là cái nghe Pháp cực kỳ là quan trọng để nó giải tỏa tâm tư. Và nó hiểu biết được cái chuyện đời về nhân quả. Hiểu không? Giống như Hòa Thượng ngày nói rằng là nhìn tất cả chúng ta gương mặt ai có giống ai đâu. Vì sao? Vì quả báo bất đồng sao mà giống. Mà về cực lạc thì hoàn toàn giống nhau là vì sao? Thừa nguyện về cực lạc nên giống. Ở đây cũng có nhiều người phụ nữ nó mình mang nghiệp phá thai nè. Vì phần hữu hình là bản thân chúng ta đã là tiếp nhận Phật Pháp rồi. Mà mình đi về chùa thì phần vô hình là ông bà cha mẹ người thân của mình. Vì mặt vô hình có nhiều lắm, không phải ít đâu. Mà mình nghe Pháp như vậy người ta cũng nghe Pháp á. Mà người ta nghe Pháp rồi á, người ta cởi mở cái tâm quán thù với mình thì mình mới yên. Quý vị biết rằng là có nhiều gia đình lộn xộn lu bu, người ta không biết được cái mặt tâm linh trong gia đình người ta có vấn đề. Cái phần vô hình người ta không thấy. Nhưng mà thật sự phần vô hình người ta có một cái khả năng này nè. Cái khả năng là người ta khiến cho vợ chồng đụng chạm được luôn. Có nghĩa là người ta khiến cho vợ chồng đụng chạm và người ta khiến cho đứa con này phải bắt hiếu. Vị nhớ nha, quý vị đã từng phá thai nha. Mà quý vị sanh ra đứa con, hai đứa con bị nuôi nha. Vì thương hai đứa con đó là cái đứa mà quý vị phá thai đó. Nó đang trợn mắt nó nhìn quý vị, nó quán hạn. Quý vị hãy coi đi, bản thân của mình đang còn sống đây nghe Pháp tu nè. Mà thầy mà thương ai nhiều chút thôi bản thân mình đã không vừa bụng. Chồng mình chỉ cần mà không thương ai nhiều một chút thôi là mình đã tức tối trong lòng mình, đúng không? Mà đi đến chùa mà thầy chỉ cần ưu ái ai một chút thôi là mình đã không vừa bụng người đó rồi. Mình coi lại đi. Vậy thì cái phần vô hình là con tại sao bỏ tôi mà sanh nó, mà thương yêu nó nhiều như vậy mà tôi thì cô đơn làm cô hồn vất vơ vất vượt. Cái quán hận này nè tôi không có tha cho quý vị đâu, nhưng tôi chờ đợi ông chồng này si phước tôi chích ông chồng này, bà vợ này si phước tôi chích bà vợ này, đứa con này ngỗ nghịch mày hết phước rồi, tao khiến mày làm cho gia đình này tan nát, mày phải về ăn cắp tiền, mày phải về làm cho vợ chồng này quýnh lộn, mày phải làm cho gia đình này tan nát rồi mày đi đua xe cho xe đụng mày gãy tay gãy chân để gia đình này tốn tiền tốn bạc đau khổ. Thấy chưa, vì Phật vô hình người ta làm được điều đó đó. Còn mình đi lại đây mình nghe Pháp là mình nghe mình hiểu nè, rồi phần vô hình người ta cởi mở vì người ta biết cái sự quán hạn đó là đọa lạc khổ đau đờ đờ kiếp kiếp nó không ra được. Nên người ta nghe Pháp là nhờ mình nghe Pháp, mà mình là phần hữu hình đi đến đây nghe Pháp thì phần vô hình người ta mới đi theo mình, người ta đến đây nghe Pháp. Mà phần vô hình người ta cởi mở thì phần hữu hình như mình thì mới an lạc tự tại. Chưa, này quan trọng lắm, không giỡn đâu nghe. Nên những người mà mang cái nghiệp phá thai, cái nghiệp này không đơn giản đâu. Các vị nghe hồi nãy Hòa Thượng kể chịu thố không? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong hơn 10 đời, Ngài chỉ nói lỡ lầm một câu mà giết chịu thố.
Mà vậy mà chịu thối đi theo 10 đời chờ cơ hội, tới đời thứ 10 báo thù. Ghê chưa? Không chỉ là chúng ta là người tầm thường mang nghiệp phá thai, mình giết một mạng người con đến báo ơn, giết nó thành báo oán, con đến đòi nợ, giết nó nợ chắc chồng. Thì quý vị nghĩ cái tâm báo thù cỡ nào chưa? Những đức nói như vậy, cái tâm nó hả hê, cái lương tâm của những nghiệp phá thai nó hả hê bớt. Ừ thầy la họ đi, thầy trách họ đi. Quý vị coi như mình ghét ai đi, mà có ai la người đó trong lòng mình thấy ồ vừa chưa, đúng không? Đó thì thai nhi cũng vậy. Những đức gầy rồi, những đức nói rồi, xong những phần hương linh người ta nghe, người ta thích ông thầy này rồi, thì những đức mới khuyên người ta quan gia nên giải, đừng nên kết. Bây giờ chịu thối đi theo 10 đời thì chịu thối cũng khổ 10 đời. Những đức hỏi quý vị nè, quý vị hận người ta, bị ginh gặp người ta đi chờ cơ hội bị giết người ta, bị sướng không? Ăn không ngon, ngủ không yên. Con người mình buông cái tâm hờn giận thì hòa thượng nãy ngày nói đó, nằm thẳng hai chân ngủ. Còn mình mà tối ngày mình giận hờn người ta là mình gì nè? Mình chết mình cũng co lại luôn chứ làm sao? Thì mình giận mà, buông cái tâm giận xuống đi mấy bà. Hiểu chưa? Hiểu không? Nên dìa rồi á, nói với chồng, em từ hôm nay không giận anh nữa đâu. Hiểu không? Vì em muốn thằng hai chân ngủ. Hiểu không? Đó, mình đừng có giận nữa, để mình thẳng chân mình ngủ. Nó, còn nếu như mình giận hơn là mình co queo á, mình co quéo 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 lại mình ngủ. Hiểu không? Nên nên cái tâm mỗi của con người chúng ta cần phải được bồi dưỡng quý vị à. Đó, nên những đức nói rằng á, mình cứ nghe pháp chứ nó bào mòn cái tâm nghiệp của mình à, chắc chắn là bào mòn luôn. Hiểu không? Mình về đây mà mình nghe vừa viết đi cái phần hương linh á, gia đình mình mà những cái nghiệp mà chưa siêu thoát, ông bà cha mẹ củ quyền thất tổ á, người ta về đây người ta được lợi. Nói như vậy để mà chút ra cũng đi thực, chứ không nói cái gì mà ra cũng không nổi á. Biết cái lực lượng này đông cỡ nào chưa? Những đức mà giảng pháp những đam mới ra cũng ầm ầm, những đức mà không giảng pháp á, nó không cởi mở. Quý vị biết rằng là có cái câu chuyện mà câu chuyện có thật ở miền ngoài luôn. Bởi vì cái chuyện cúng kiến không đơn giản đâu. Cái ông thầy này ông chuyên cúng, thấy không? Vậy đó mà cái bữa đó ổng đi cúng cho cái gia đình này có đứa con mà chết ở dưới biển. Mà ổng đi dọc đường cái là ổng nhớ đến cái việc mà cái ngôi chùa mà thường bị ăn trộm mở thùng tam bảo ra lấy tiền. Thì nghe nè, cái chuyện này ghê lắm. Quý vị biết rằng là ông đi dọc đường, ông nhớ đến cái chuyện để cái chìa khóa quên trên thùng tam bảo, ông kêu đệ tử chạy về lấy thùng ta lấy cái chìa khóa cắt liền. Vậy mà ông đi đến nơi đó ông cúng mình, mà ông vừa cúng mà ông gia trì á, mà ông nghĩ chìa khóa không. Ông cúng xong tối về chùa thì cái hương linh chết đi về chùa theo ông. Thì kêu ông như thế nào? Thầy ơi thầy, con nè thầy ơi thầy. Nghe dân ốc mình hao ớn chưa? Đấy, con làm gì đây? Là thầy cúng mà con dùng không được, thầy ơi thầy. Ủa tại sao thầy cúng mà con dùng không được? Thầy biến ra chìa khóa không thầy ơi thầy. Ghê không? Từ xưa giờ những đức cúng là chưa có cái vụ mà ai báo những đức biết chuyện này. Nhớ nghe, nên cẩn thận cái chuyện cúng á, không giỡn đâu. Người ta dùng không được. Vậy thì quý vị nghe chỗ này thì quý vị biết rằng là con người sống mình còn tồn tại ở cõi đời này, mình dùng cái gì, mình ăn cái gì, mà khi mình chết mình chưa siêu thoát á, là mình sẽ giống hệt như khi mình còn sống luôn. Nên tại sao mà mình có đám giỗ? Vì tưởng nhớ mà thật sự có gì à, nếu chưa siêu thoát. Nên quý vị mỗi tuần về đây, mà ở đây cũng biết thực, quý vị biết phần âm ta mừng cỡ nào chưa?
mà tu xong mà chạy xe về liền thì biết cái này là hại lắm chứ không có giận. Người ta đi theo vì về đó. Tại vì quý vị đi về liền, người ta đi theo vì về, nên người ta không ăn được, người ta quán hẳn, người ta tức. Nhưng chưa đụng được quý vị là vì sao? Vì quý vị còn phước. Còn phước người ta chưa đụng được. Nhớ. Không giỡn đâu nghe. Cái tình chấp ở cõi đời này ghê lắm quý vị. Cái bà cụ trong chùa, con của bà cho bà một cái mền, bả mắc xong rồi, ghê không? Mà nghe vậy Đức giảng mỗi ngày, mà lâu lâu có một câu chuyện này để mà cho mình nhắc mình nhớ. Như vậy mà mấy cô đem cái mền đó cho bà già cái đắp. Tối là 12 giờ khuya, đây là trong chùa 100% luôn. 12 giờ khuya, bà gì, bà đứng ngay đầu giường cái bà đắp mền bả. Ơn chưa? Bà kêu, trả mền cho tôi. Trả mền cho tôi. Trả mền cho tôi. Ghê không? Sáng cái bà kia bà lỡ bà nói, ủa cô cái mền này ở đâu mà cô đưa tôi đắp hồi tối, bà cụ bà gì bà đòi mền. Nói cái mền của bà. Tao ớn thiệt. Thấy chưa? Tại sao bao nhiêu cái mền mà người ta không đòi mà đòi cái mền đó? Vì chấp vào con tặng. Ghê không? Gọi là thương yêu xa lìa khổ, ghê chưa? Nó chấp vào con tặng, cuối cùng bà bị dính lại luôn. Những đức đến ngay cái chỗ đó, những đức nói, bà nghe, niệm Phật không chịu giảng sanh mà đòi cái mền. Giảng cho bà nghe hoài mà bà chẳng đòi cái mền. Bỏ nghe. Từ đó về sau, những đức đưa cái mền cho người khác đắp, mà cái người mà không biết, chứ biết đố mà dám đắp luôn. Bây giờ bà nào muốn đắp tôi đưa cái mền đó cho đắp. Thôi ơi, những đức đưa cho cái bà mà bà không biết cho bà đắp. Bà đâu có đòi nữa đâu. Vì những đức lỡ những đức gầy một cái bà nghe liền. Nó chắc đi mất tiêu rồi. Đi rồi. Còn câu chuyện mà bà sư cô tu hai mấy năm, mà cái nhà vệ sinh bà người ta đi dơ, bà gì bà nói nè, sao đi nhà vệ sinh tôi mày để dơ dữ hả? Kinh chưa? Phải thấy cái tình chấp con người mình nặng nề chứ biết gì. Đó, bị chấp chỗ nào ra chỗ nấy. Nên vợ chồng con cái đến với nhau là duyên, có thuận có nghịch. Nhưng muốn ra khỏi cái cõi khổ đau này thì chấp A Di Đà Phật. Hiểu không? Vậy thì có tình thương không? Có. Có tình thương. Nhưng mà cái tình thương này mình biết nó giả. Không thương nó quýnh phù mọ. Nó không cho đi chùa luôn, đừng có nói chuyện giỡn chơi. À, tại thầy dạy không thương, hiểu không quý vị? Phải giả thương. Phải giả thương. Và giả thương bằng một cái tình thương thật lòng mà không dính mắc. Chứ giả cũng không được đâu quý vị ơi. Đã thương thì thương sao giả. Bây giờ những đức nói thật với quý vị. Bây giờ hỏi những đức có thương chúng không? Thương. Không thương thì không thể nào giả được đâu quý vị. Thương thật. Rồi mình thương nhau, mình quý nhau để hướng nhau tu là thật lòng. Hiểu chưa? Là thật lòng. Nhưng mục tiêu mình là hướng về thế giới cực lạc là phải mạnh hơn thì mới thành công. Nhớ nghe. Đó, nếu mà mình yếu hơn là mình thua liền á quý vị ơi. Đó, nên mình phải nắm chắc câu Phật hiệu này. Mỗi ngày mình niệm, mình tu. Nó nên giảng chút xíu xíu vậy đó, phần hương linh, phần âm. Người ta nghe một cái, nghe người ta cỡ mở tâm tư ra. Có nhiều người ở đây mang nghiệp phá thai lắm đó. Cái nghiệp này mà quý vị mà không nắm chắc câu Phật hiệu này nghe, quý vị khó giải quyết được vấn đề. Nó lây quay tới lễ viếng Quan Âm Bồ Tát 4 ngày đó. Phát động chương trình lên, rủ người ta đến đây lại Quan Âm. Đó. Trời ơi, cơ hội mà ở đâu mà có được 4 ngày lại Quan Âm Bồ Tát. Đó. Năm nay mà rủ người đông từ nước ngoài đồ nè, rồi ngoài Bắc, ngoài Nam gì đến đây để lại 4 ngày, 17, 18, 19, 20 tháng 6 âm lịch, nằm ngay thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật 4 ngày. Thứ 5 là ngày 17 bên chùa mới nguyên một ngày. Rồi 17, 18 là nằm vào thứ 6, thứ 7 là bên Đại Tùng Lâm 2 ngày. Còn Chủ nhật là ngày cuối cùng là bên Hộ Pháp.
20. Những đứa có đặt 20.000 cái máy niệm Phật sẵn rồi đó, thấy không? Nhưng mà làm sao mà lại đủ 4 ngày mới cảm giác cầm cái máy này đẹp, hiểu không? Nó quá đặc biệt ý nghĩa mà quý vị. Trời ơi, tu mà quý vị ô cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình, thấy quý vị, mình thật lòng mình làm đi. Như hòa thượng nãy ngày nói đó, mình tu 10 phần mình hồi hướng cho người ta hưởng được 3 phần, mà lễ Quan Âm tu ở chùa mình là có 3 phần chứ không giận đâu. Thấy chưa? Phát động chương trình mạnh lên, các trưởng đoàn đồ phát động chương trình lên. Một người dẫn được một người là tốt một người, một người dẫn được hai người là tốt hai người. Nhiệt tình hết mình, rủ những cái bà mà nghe mang nghiệp phá thai rồi, bà đến đây bà lại Quan Âm. Còn mấy con nhỏ con gái á, mà muốn mà có bạn trai đẹp trai dễ thương, rồi thằng chồng hiền hậu có đạo đức á, là ở đây lại Quan Âm con. Lại Quan Âm. Bị nhớ nè, nếu thật sự là người nghe đạo biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì quý vị chỉ cần duy trì một cái cầu mà tất cả việc thế gian sẽ có rất viên mãn. Chỉ cần quý vị cầu sanh cực lạc là tất cả những tình cảm trong cuộc đời này sẽ vô cùng đầy đủ. Từ tình, tiền, danh lợi đều có đầy đủ hết. Chỉ cần quý vị duy trì cái tâm cầu sanh cực lạc là đầy đủ hết, 100% luôn. Chính bản thân những đức đi niệm Phật chỉ có một cái cầu, đó là nhất định cầu đời này phải sanh cực lạc. Nhưng quý vị biết rằng trong cuộc đời những đức hiện tại, những đức có rất nhiều thứ đầy đủ luôn. Tình cảm những đức có, sự vui vẻ những đức có, vật chất những đức có, làm được nhiều việc được tốt đẹp. Chỉ có một cầu sanh cực lạc, không có cầu cái khác. Nhưng nếu quý vị trong một lúc mà cầu nhiều thứ quá, nếu như quý vị đi niệm Phật đi tu mà chỉ có cầu có chồng, hoặc là mình cầu được cái giàu sang, thì quý vị nhớ được cái này nhưng nó mắc một cái quá lớn, đó là mắc việc giải thoát. Mắc việc giải thoát, thấy không? Nên bây giờ nghe lời nhận đức nè, mấy cái người trẻ trẻ mà đi đến đây nè, gán niệm Phật đi. Trời ơi, tôi học lớp 3 ngoài đời một mình lo không xong nè, trời, làm hoài mà không dư tới Tết, không có tiền ăn Tết nè. 100% đây nè. Nó hồi nãy gặp những ăn không đọc chữ mà dắp lên dắp xuống, gặp tôi đọc còn dắp bát đạn. Nó. Gặp những đức mà đọc rồi chắc là ương thận thương nguyện thường, lời ê lê nặng lệ. Chắc hòa thượng ông đứng kế bên, tôi gõ mày bây giờ mày đọc gì đâu mà đến dằn từng chữ. Có người này như vậy nè mà chỉ có niệm Phật thôi đó quý vị. Mà bây giờ mà gần 2.000 người xung quanh chùa mình lo, vị coi niệm Phật không đó. Những đức nói 100% với các con bé nhỏ nhỏ đây nghe. Các con chỉ cần niệm Phật là các con lại bé ngoan liền. Niệm Phật là hiếu thảo liền. Niệm Phật là chân thật liền. Niệm Phật là không tham liền. 100% chính bản thân những đức niệm Phật, nó thay đổi được cái tính tham sân si rất nhiều. Chỉ có một câu Phật hiệu. Rồi các bé mà gái mà lớn lớn này nè nghe, các con mà niệm Phật mà ăn chay, các con sẽ tránh được nghiệp phá thai. Tại vì khi các con niệm Phật là chuyển nghiệp, khi các con ăn chay phóng sanh là cái nghiệp chướng nó không có đến để làm con mà cho mình phá, mà chỉ là có chồng con đến là con ngoan, con có đạo đức mới sanh ra. Còn không có cái chuyện dính tầm bậy tầm bạ mà để đi phá thai. Nếu các con niệm Phật ăn chay phóng sanh, tránh được nghiệp phá thai từ khi còn nhỏ mà làm. Đặc biệt lắm á. Mà thêm một cái nữa là niệm Phật ăn chay phóng sanh, bé gái nào dù xấu nhưng duyên rất dày. Còn đẹp, đẹp thì khỏi chê, đẹp thì quá đặc biệt luôn, hiểu không? Các con coi những đứa có đẹp đẽ gì đâu. Hô. Vậy mà bây giờ coi Phật tử người ta quý thương ghê không? Thì thương những đứa không? Nó rõ ràng luôn. Mà các con thấy rõ ràng những đứa đâu có đẹp gì đâu, đúng không các con? Mà các con cũng quý mến những đứa nữa. Là vì sao? Có duyên. Thế thì sao? À,
Nó niệm Phật nó có duyên có phước nghe. Nên từ nơi đó mà các con thấy không, cái tiếng nói nó cũng rầm rầm nữa. Cái người niệm Phật tiếng nói ầm ầm mà đúng không? Nhưng mà khi nhà Đức 80 mấy tuổi như Hòa Thượng là nhất định cố gắng niệm Phật lên. Chứ làm sao, nó theo tuổi tác chứ làm sao. Còn bây giờ mà tuổi này mà đi cố gắng không? Thôi, con đến lần một lần sau con đố con đến. Con nghe thầy giảng con mệt quá, đúng không? Nó có thời gian quý vị à. Tới khi nhà Đức già, nhà Đức sẽ giảm cái âm lại. Có nhiều Phật tử nói thầy giảng cái tông cao quá mà con nghe con có khi con sợ. Nó thà nó sợ đi để tiêu nghiệp. Đúng không? Nên từ nơi đó mà cái tông này giảng đỡ buồn ngủ nghe quý vị. Hiểu không? Mà cái tông này nó làm cho quý vị mau qua thời gian lắm á. Nó nên ai mà nghe được cái tông tôi á là mai mốt khó nghe tông người khác. Hiểu chưa? Tông mạnh mà. Mà mình cái nghiệp nó nặng quá, gãi nó không ra. Gãi không ra, vuốt không được. Vậy thì nghiệp mình nặng quá chỉ còn có cách là thôi thôi. Thôi ầm ầm vậy đó. Hiểu không? Đó. Nhưng Đức thấy quý vị tiêu nghiệp rõ ràng rồi đó. Thấy mặt sáng trưng hết rồi. Thấy chưa? Mà quý vị được á, những đức ngày hôm nay là quý vị phải nhờ Hòa Thượng. Tuy những đức nói chuyện mà được Hòa Thượng bồi dưỡng. Có một số câu những đức cũng dính phải Hòa Thượng la những đức. Chứ gặp mà những đức mà không được Hòa Thượng la những đức lên những đức chửi sùm. Hiểu không? Châm người này chích người kia, tức mình nó nói người này người nọ. Cuối cùng chắc cũng là gơ đài. Hiểu không? Còn bây giờ mình nghe Hòa Thượng dạy với giờ thôi mình lo nói chuyện Phật tử đi. Đi ta niệm Phật thôi đúng không? Đó. Không mà công nhận nha, bây giờ thấy mặt đẹp ghê. Thấy chưa? Làm như máu nó bơm lên não đủ rồi đó. Hiểu không? Đó, quý vị thấy không? Về đây cỡ nào thì Đức cũng tiếp viền chút. Chứ nếu nãy mà tới 11 giờ thôi chịu thua. Bây giờ 11 giờ đó. À, nửa tiếng hồ. À, thầy em cũng nhiệt tình với mình đúng không? Lên cái là ầm ầm thì thấy không? Phải tích tụ năng lượng. Năng lượng có sẵn. Thì thấy nãy như Đức ngồi không? Thấy cách nghe pháp chưa? Cái đoạn nào quan trọng là nhớ liền. Cái đoạn nào mà thấy cho qua thì trời ơi, ngồi ở đây mà còn gì mấy bà ở dưới nữa. Ngồi ở đây nhìn bà nào mà hơi hôn trầm như Đức làm nè. Ôi mấy bà, mấy bà giật mình, mấy bà làm nè. Bà đỡ buồn ngủ liền. Mình làm mặt mắc cười á, bởi vì mình lúc nào cũng làm hài cho người ta cười. Ngồi ở đây mà niệm Phật mà làm nè. Ai mà nhìn như Đức là mắc cười liền à. Thấy không? Nên từ nơi đó thôi kệ. Cuộc đời của người mà làm cho người ta cười được là cũng đẹp lắm mà quý vị. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Thấy không? Nó nên á. Ngồi ướt mắt à. Nên nó nhớ nè. Từ hôm nay mỗi một người chúng ta nhớ là mình dù gặp cảnh ngộ gì không có sống khổ. Không có sống khổ nữa. Các con nhớ nè, ngồi đây các bé nghe. Cha mẹ các con có hạnh phúc hay không hạnh phúc, cái chuyện của cha mẹ các con. Các con hãy sống cho đặc biệt trong cuộc đời các con khi sau này đi. Các con đừng có gì người lớn cái gì mà các con phải cả đời các con phải mang một tâm trạng. Đừng bao giờ như vậy. Đừng bao giờ như vậy. Có một đứa bé nhỏ này, lúc nó còn nhỏ, cha nó với mẹ nó chia tay nhau. Thì bắt đầu là mẹ nó bước thêm bước nữa. Và về chồng của mẹ nó sau này, khi nó lên 15 tuổi, thì cái ông đó ổng hại đời nó. Ổng hại đời nó mà không phải một lần mà rất nhiều lần. Xong là khi nó lên tới 30 tuổi, nó có chồng có con rồi. Nhưng mà cả đời của nó không có niềm vui, ấm ức, không có niềm vui gì luôn. Khi mà gặp Phật Pháp đến gặp những đức hỏi thì nói rõ ràng cho những đức nghe. Những đức nói
Không lẽ cô muốn cả đời cô phải khổ như vậy hả? Cái việc nó đã qua rồi, vì sao cô không nghĩ rằng đó là một món nợ cô phải trả đi? Vì cũng là đàn ông mà, đã trả thì rồi, trả rồi thì hôm nay cô nên đứng lên mà sống. Sống từ bây giờ không khổ nữa. Bây giờ những đứa hỏi cô khổ từ bây giờ cho đến chết cô được kết quả gì? Tại sao không bắt đầu từ bây giờ sống lại cho đặc biệt? Bỏ đi, quên đi. Cô hãy tiếp nhận cái hạnh phúc mà bây giờ cô đang có nè. Tại sao cô không tiếp nhận cái hạnh phúc này? Cô được chồng thương yêu, cô nhớ chứ những dĩ dạng đó. Mà cô đã nói cho những đứa nghe, cô có nói cho chồng cô nghe không? Dạ không. Vậy thì thôi, cô nói những đứa nghe thôi, đừng nói cho chồng cô nghe. Nó, những đứa nghe được rồi, những đứa giải tỏa cái tư tưởng cho cô là cô đừng có bực bội nữa, cô đừng có phiền não nữa, hãy nghĩ trả món nợ đó đi. Trong một đời kiếp nào cô cũng từng làm cha ghẻ người ta, mà cô đã hại người ta, nên đời này người ta làm cha ghẻ cô, người ta hại lại, quê. Hiểu không? Một phát một từ đó về sau cô đến đây nghe pháp và ở nhà nghe pháp. Bây giờ cô nói trời ơi con cảm ơn thầy, nhờ thầy chứ nếu không cả đời con ám ức sống khổ. Bây giờ cô đang ngồi đây nè, cười quá trời luôn, cười tối ngày luôn. Mỗi lần nhà Đức gặp là nhà Đức nói chắc là bà cười dồn quá, mười mấy năm nay khổ giờ cười dồn phải không, cười tối ngày. Cứ gặp những đức là họ cười tối ngày vậy đó. Hay không? Giải tỏa. Khi giải tỏa rồi cô nói tàu ô của thầy, thầy nhờ thầy mà giúp cho con giống buông cục đá xuống vậy thầy. Con gánh cục đá bao nhiêu năm nay, bây giờ con buông cục đá thôi ơi, con nhẹ quá thầy ơi, con cảm ơn thầy, con xin cúng dường. Thầy ơi thấy chưa? Nên những đức nói với vị nghe nè, cuộc đời con người đừng nên sống khổ. Vì cõi đời này khổ quá, ta mà còn khổ thêm nữa thì chúng sanh khổ thêm. Tại sao chúng ta không niệm thêm một câu Phật hiệu, cười thêm một tiếng? Đúng quý vị, sao cười thêm một tiếng đi, khổ làm gì? Nghèo thì cũng nghèo rồi, chồng bỏ cũng chồng bỏ rồi, vợ bỏ cũng vợ bỏ rồi, cha mẹ chết thì cũng chết rồi. Bây giờ chúng ta nên sống cái hiện tại. Những đức nói đừng bao giờ suy nghĩ những cái đã qua, đừng bao giờ suy nghĩ những cái nặng nề gì vĩ vãng. Đó là một cái sự đau khổ lôi kéo. Hãy nhìn cái hiện tại mà mình đang hưởng được, đang có được nè. Quý vị ơi, chúng ta bây giờ mình đang gặp Phật Pháp mà. Dù con lúc trước có sai quấy cỡ nào, con có lầm lỗi gì, nhưng hôm nay con nghe thầy giảng, con hiểu rồi. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ sống lại thầy à. Con lặp lại được không thầy? Những đức nói được chứ. Cô hãy lặp lại từ bây giờ. Bà 70 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi, bà cứ lặp lại từ bây giờ đi. Từ bây giờ đừng nên sống khổ nữa, mà hãy sống những ngày tháng còn lại này cho đặc biệt đi. Như vậy thì cuối đời bà niệm Phật sẽ giảng sanh, đúng không? Hãy lập trường bây giờ đi quý vị. Như những đứa cũng cha mẹ chết hết trơn, những đứa có biết cha mẹ như đứa ở đâu đâu? Thì muốn biết không? Muốn, về Cực Lạc đi rồi biết. Chứ ở đây mình chi cầu cái chứng quả là mình không có khả năng đó. Nên bây giờ mình về Cực Lạc mình sẽ biết cha mẹ mình ở đâu. Nó bây giờ quý vị cũng muốn gặp cha mẹ mình khi cha mẹ mình chết thì sao? Về Cực Lạc. Hiểu không? Nó còn cái việc bây giờ cha mẹ mình còn sống thì thôi, nghe Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta cố gắng làm trách nhiệm của chính mình. Nhưng mà cha mẹ thì thật sự mà nói lúc nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc chứ quý vị ơi. Trong cái cuộc đời này bây giờ cũng không đơn giản đâu. Thôi bây giờ mình ở nhà mình, dù mình chưa có làm được cái chuyện đối với cha mẹ ruột, nhưng mà bây giờ mình làm dâu người ta rồi, thôi mình cũng cố gắng mình làm vai trò làm dâu cho đàng hoàng đi, để cho mẹ cha mình cũng nở mặt nở mày chút. Chứ nếu không bên nào cũng không tròn vẹn, nó phân ai, khó dữ lắm. Cuộc đời con người mà khó vẹn đôi bề lắm quý vị à, thật sự khó lắm. Nên bản thân chúng ta hãy làm một cái gì mà được thì làm đi, còn cái gì mà không làm được thì ai với Đà Phật. Hiểu quý vị? Chứ giờ khó dọa dẹn đôi bề quá, còn lúc nào về thăm cha mẹ được thì gì? Hiểu không? Về thăm cha mẹ được thì gì? Còn lúc nào mà đưa cha mẹ vô chùa mà cõng được cha mẹ thì cõng.
Không, nhưng mà bây giờ thời cuộc phát triển rồi, đẩy lên xe lăn đẩy lên ngon. Không, thật sự mà nói, không quý vị à, chúng ta hãy có một tấm lòng một chút, có một tấm lòng một chút là được rồi. Đưa cha mẹ lên xe, đẩy cha mẹ vòng vòng chùa chơi, hoặc là đẩy cha mẹ qua làng xóm đồ chơi cũng được. Mình vừa đẩy cha mẹ mình làm vậy nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hiểu không? Chứ bây giờ cổng có khi mình cổng không nổi. Một là lỡ mẹ cha mập quá, ốm ốm thì được, chứ mập quá như hòa thượng ông bự con ông cổng nổi. Nhưng những đức thấy bà cụ mẹ hòa thượng mà cỡ những đức coi chừng cổng bà không nổi, thấy bà bự con, hiểu không? Hòa thượng mình thì mạnh lắm, hiểu không? Nên tùy sức mà làm, hiểu không? Tùy sức mà làm, hiểu không quý vị? Hiểu không? Có những việc quý vị nghe, vì phải làm được những cái mà làm được á, làm những cái mình làm được, nghe chưa? Còn những cái nào làm không được thì cho nó qua để mình nhẹ bớt lại, để mình đủ năng lực để mình làm, hiểu không? Có nghĩa là mình buông những cái không được để mình đủ cái năng lực để làm những cái mình làm được. Còn khi mình làm được mình tiếp tục phát triển thêm, hiểu không? Nó những đức chỉ vị là dễ làm chứ không phải giỡn đâu. Vì những đức thấy cái thời cuộc đổi mới, phát triển, nên mình làm cái gì mà mình nhẹ một chút. Có xe mà cổng làm chi, hiểu không? Tại vì thời cuộc, mỗi thời cuộc nó khác nhau, hiểu quý vị? Nên những đức mong rằng những gì hòa thượng dạy vị đó là một tâm quyết rất là lớn, cái tâm hòa thượng rất là lớn dành cho mình. Hãy cảm ơn hòa thượng, hãy cung kính cảm ơn. Và cả cuộc đời chúng ta cảm ơn hòa thượng đã xây lên những ngôi chùa này và Đại Tùng Lâm, Đạo Tràng Ba, để cho mình có nơi nương tựa mà tu quý vị à. Hiểu không? Rồi các cụ già khắp nơi nơi mà về đây á, đủ duyên á, về chùa ở đi quý vị. Đủ duyên về chùa ở đi. Thật sự mà nói á, mình nói với con mình câu gì nè: con à, để cho mẹ về chùa ở đi con. Vì cái đó là cái cách nuôi dưỡng cái tâm giải thoát cho mẹ. Còn khi mà mẹ ở nhà con lo không có được gì đâu. Được rồi, con lo được, nhưng để mẹ vô chùa đi. Vì mẹ sống gần nhiều người già hơn, nhiều người già với tâm trạng giống nhau, mẹ sẽ sống vui hơn, cha sẽ sống vui hơn, đúng không? Nên phát tâm đi sớm sớm á, chứ đừng có đợi đẩy xa lăn đi, không ngon đâu, đúng không? Có bà cụ kia bà nói rằng: thầy thầy, chừng nào mà con gần chết thầy hộ niệm giùm. Nhưng đức nói: bây giờ bà vô đi chứ gần chết làm chi vậy chợ. Bây giờ bà vô trước đi rồi mai mốt hấp hối người ta hộ luôn. Còn bà đỡ gần chết bà đem băng ca vô, ai mà dám nhận? Mà nhận cái kiểu đó không ai mà lo, hiểu không? Đó, hồi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.